Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, ải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm qua bên trang Twitter số ít của FCO 3 anh em nó có công bố cho anh em một cái tin tức gọi là tải cái bản beta về để chơi thử trước, trải nghiệm những tính năng mới, những tính năng mà update chuẩn bị cho anh em đó, và là một số cái giải đấu mới cho anh em như thế nào. Thì ok anh em, hôm nay mình sẽ làm một clip gọi là hướng dẫn anh em tải cái bản beta nó về để test thử, chơi thử trước như thế nào. Thật sự cái này chỉ là nó cho anh em gọi là chơi trước những cái nó có cái gì giải đấu mới nè, cái ly đá ly nè, đá tour đó, đá tour Roman đó, đó, và cái update một số cái phần gameplay để cho anh em chơi, cải thiện cho anh em chơi như nào trước để anh em trải nghiệm trước thôi. Chứ thực chất thì nó cũng chả có gì anh em, thật sự cũng chả có gì hết. Mình đã tải hôm qua rồi, mình đã test cho anh em sơ sơ rồi, thật sự mình chưa có test nhiều nhưng mà test sơ sơ thôi đó. Thì hôm nay mình sẽ làm clip để cho anh em tải về như thế nào, để mình trải nghiệm như thế nào đó. Thật sự thì cái tải về anh em là mình đã gọi là hướng dẫn anh em tải một lần rồi, bản beta mà FC325 nó cũng y chang anh em, y chang không khác gì hết. Nên mình sẽ để cái link cái video mà hướng dẫn tải FC325 về cho anh em, anh em làm y chang đó là anh em tải được cái bản beta này, y chang luôn nha anh em. Đó, mình không nói lại nữa nha anh em, mình nói nha, mình sẽ để đường link cái video mà mình hướng dẫn tải FC325 beta ở dưới comment, dưới bình luận để cho anh em click vô rồi anh em đưa nó coi, nó tải về cho anh em ha. Rồi anh em hướng dẫn tải như thế nào đó thì mình đã hướng dẫn trong clip đó rồi, rõ ràng rồi. Bây giờ tạo cái Gmail mới nè, xóa dữ liệu của Google Play nè, và VPN sang những cái nước mà nó cho mình tải bản beta đó. Thì ok anh em, thì bây giờ mình sẽ vô cái phần mà cái tin tức nó như thế nào thì nói sơ sơ cho anh em đi ha, là như thế nào ha. Thì ok, đầu tiên ha, nó nói như thế này. Đây, phiên bản beta giới hạn đã có trên Android, nhưng mà nó cho anh em chỉ có 6 nước thôi. Đầu tiên đó là Argentina nè, Canada nè, Ấn Độ nè, Malaysia nè, Romania và cuối cùng là Singapore. Còn iOS đó, nó kêu là phải theo dõi trên Twitter của chúng tôi để biết thông tin và liên kết iOS trên toàn thế giới trong tương lai. Cái iOS lúc nào nó cũng ra sau anh em, thật sự iOS lúc nào nó cũng ra sau á, nó cho anh em Android chơi trước không à, thật sự luôn. Thì đó, đó là thông báo hôm qua của FC Mobile về cái bản beta để cho anh em trải nghiệm trước những cái thay đổi trong gameplay đó, những cái mới như là cái ly mới anh em, nó cho anh em đó. Nhưng mà cái bản mà chính thức á, chơi update cho anh em á, để chơi á, thì cái bản là Subbolic này dự kiến á, là ngày 7 tháng 1 năm 2025 nó bắt đầu là update cho anh em. Thì bây giờ chỉ là trải nghiệm trước thôi, nó chưa có phức gì hết anh em, vẫn là những lối chơi bình thường thôi, chưa có có cải thiện lối chơi trong head to head đối đầu đó. Còn cái phần ly nữa anh em, phần ly á thì mình nói sơ cái phần ly cho anh em ha. Cái phần ly nè, trong bản beta nè, trên màn hình anh em thấy ha, cái phần ly nè, đây để giới thiệu cho anh em ha. Thì cái thông tin mà hôm bữa nó live stream anh em nói là cho anh em được 100 người trong cái ly này được đó, 100 người được anh em, rồi anh em chơi với nhau, rồi đấu với nhau, đấu với đội khác đó, như là với stats thì nó đấu với nhau như chưa từ xưa anh em đó, có thể giao lưu với nhau. Nói chung là mình nói sơ sơ thôi anh em, tại vì mình chưa có trải nghiệm sâu cái này, mình chỉ mới tải về mình chơi được có 1-2 lần à, chứ chưa có nhiều, nên cái gì anh em tự tải về, anh em tự trải nghiệm và đánh giá đi cho nó dễ hơn đó. Cái ly ha, nó sơ sơ cái ly thôi, thật chất cái này ít anh em đá lắm, thật sự mình cũng lười lắm, lười đá này lắm đó. Nó cải thiện thêm cho anh em thêm nhiều người chơi thôi, rồi thêm với cái phần thanh chat chip với nhau gì đó, nói chuyện với nhau đó, nó là sơ sơ nha. Còn cái bản này nó có cái phần cho anh em chơi nè, đó, chơi skill game, chơi trận đấu để lấy cầu thủ nè, lấy cầu thủ toàn hoàn toàn là free hết cho anh em, để cho anh em trải nghiệm mà free hết rất là ngon anh em đó. Còn vấn đề chính đó anh em, chính trong cái bản trải nghiệm này á là vấn đề mà đá này anh em, đá cái phần mà Division Rival đó, nó cải thiện chính là cái này, là cái lối chơi trong cái đối đầu gọi là head to head anh em đó. Thật sự thì nó cải thiện rất là nhiều, nó nói rất là nhiều anh em, mình chưa có đá luôn em, mình chưa có đá luôn, mình chỉ nói sơ cho anh em tự trải nghiệm ha. Mình chỉ nói là cái chi tiết của cái buổi live stream, nó nói về cái vấn đề update như thế nào, về cải thiện lối chơi nè, truyền chọt nè, AI cầu thủ như thế nào nè, skill game đi như thế nào, nó cải thiện như thế nào, rất là nhiều anh em đó.
mình chỉ nói sơ cho anh em thôi. Đó, mình không có trải nghiệm nhiều nên mình không dám nói nhiều. Anh em tự trải nghiệm và anh em gọi là tự đánh giá luôn. Còn có tháng 1 đó, chờ nó ra mình đá luôn. Chứ thật sự mình đá cái này cũng không có thời gian mình đá nhiều anh em. Nên mình chỉ nói cái nào mình biết thì mình chia sẻ cho anh em thôi. Đó, mình trải nghiệm ít thì mình kêu ít thôi. Chứ mình chưa có đá luôn anh em thật sự. Thì mình nói về vấn đề của buổi livestream trước có nói thôi. Là cải thiện về cái lối chơi nè, chuyền chọt hay là AI cầu thủ như thế nào. À, và trọng tài anh em, trọng tài nữa. Có nghĩa là sẽ không cắt còi mà lúc mà đang tấn công mà lúc gần hết giờ anh em. Anh em nhớ cái vụ đó không? Hay tấn công cái hết giờ, nó thổi hết giờ. Nó cải thiện cái vấn đề anh em. Nó nói nữa, nó nói vấn đề nó có, nó không cái vụ đại chim nó có luôn. Đó. Đó, hoặc là cầu thủ truyền banh rất là nhanh, chính xác như nào nữa. Nó rất là nhiều cái về vấn đề gameplay cho anh em chơi. Rất là lớn như này, từ ngày nó update cũng khá lớn đó. Thì đó, nó cho anh em trải nghiệm trước các bạn beta này. Để anh em gọi là chơi trước, coi như thế nào, cảm nhận như nào, đánh giá như nào trước. Rồi sẽ update chính cho anh em. Và tháng 1 cho anh em, tháng 1 chứ giờ chưa đâu. Giờ chỉ là trải nghiệm trước thôi. Thì anh em thích thì anh em cứ đào và trải nghiệm, chứ thực ra mình không có thời gian anh em. Nên mình chia sẻ cho anh em thôi. Đó, sơ sơ vậy thôi. Chứ còn chi tiết hay cái gì đó cụ thể hơn thì anh em có thể cứ bài tải về và trải nghiệm. Mình nói như đầu clip á, là anh em cứ vô cái link ở dưới comment bình luận của mình là ra cái clip mà hướng dẫn tại bản beta 25. Thì cái y chang như này nè, y chang như luôn, cũng khác gì đó. Em vô tạo Gmail rồi VPN qua cái nước mà nó yêu cầu á, cái nước năm cái nước mà nó cho mình tải á, như Argentina, Canada, Malaysia, Romania và Singapore, năm nước đó thôi anh em, năm nước đó được là ưu tiên tải beta về trải nghiệm trước những cái tính năng mà nó thay đổi. Đó, nó chỉ thay đổi thôi anh em chứ không phải là update cái gì mới gì mà lớn ghê lắm, nhưng mà chỉ thay đổi một số tính năng trong cái game thôi. Đó, cho anh em trải nghiệm trước thôi. Thêm cái giải đấu mới cho anh em thôi. Thì ok anh em, đó là những gì mình muốn chia sẻ cho anh em về các bạn beta này. Đó, mình không có trải nghiệm nhiều anh em. Mình mới tải hôm qua luôn đó, thật sự luôn, mới tải hôm qua luôn đó. Đó, mình mới vô thôi, mình chưa gì hết. Nó cho anh em rất là nhiều cầu thủ để anh em trải nghiệm cái trận đấu mà hết chưa hết á. Thì anh em vô đi, nó cho rui nhiều lắm. Thoải mái luôn. Thì ok anh em, đó là cái gì về bạn beta ha. Để anh em có thể trải nghiệm trước, để anh em đánh giá như thế nào. Tự đánh giá anh em. Mình chỉ nói sơ qua vấn đề tải như thế nào và nó thay đổi như thế nào thôi. Đó, ok anh em. Thì bây giờ chính vẫn là vô cái bạn mình đang chơi. Đây anh em, ok anh em. Chính là hôm nay vẫn tiếp tục mở mắt cho anh em. Vinh vui vui anh em. Mình á, quan niệm á, cái clip mình làm á là giải trí là chính. Đó, giải trí với anh em cho những người căng thẳng làm việc gì đó. Chơi game là giải trí mà anh em, là sẽ đừng căng thẳng với nhau làm gì. Có nhiều anh em mình đoạn dưới cũng hơi gắt thật sự. Mình thì không để ý anh em, bỏ qua hết. Mình không cần comment trả lời hết. Thì thật sự mình làm clip á, nhiều lúc mình hơi bập chộp, hỏi thẳng luôn em, bập chộp hoặc là mình quên cái gì đó, mình không có thể truyền tải chính xác cho anh em được. Thì clip sau mình sẽ cải thiện lại, mình sẽ ấy lại. Có thể nhìn rất là nhiều lần anh em, nhưng mà vấn đề là gì sao anh em? Mình có cải thiện, mình gọi là mình có cái nhận sai và mình sửa, chứ không phải là mình cứ sai hoài. Đúng không anh em? Thật sự có nhiều anh em mà gắt quá anh em, gắt quá. Chơi game mà gắt quá, căng thẳng quá. So sánh kênh này kênh kia nữa. Trời ơi, mình không cần, không quan tâm anh em, thật sự không quan tâm. Anh em yêu mến mình thì coi clip mình cảm ơn. Còn anh em không thích thì có thể coi xem clip khác cũng được, không sao anh em. Mình không có ép anh em gì hết. Nói chung là mình làm game chỉ là giải trí và vui vẻ thôi, cho anh em bớt căng thẳng thôi. Còn vấn đề sai, thiếu sót thì ok, mình sửa thôi. Không có gì anh em, cái này là bình thường anh em, không có gì đó. Cứ còn đi so sánh kênh này kênh kia rồi nói mình sai nhiều lần, ok. Vấn đề là mình chấp nhận chứ đâu, mình đâu có cãi đâu, mình không cãi vấn đề gì hết. Đó, không cãi vấn đề thường bình thường. Sai rồi hôm sau mình sửa lại, không sao hết anh em. Tại vì lúc mình cũng bật độ anh em, không có để ý hết. Không phải lúc nào mình phải theo dõi hết tất cả các game trong game, thật sự luôn. Thật sự anh em. Đó, vấn đề bình thường. Vì lúc mình đã quên cái gì đó nữa, đó. Cái này anh em nếu mà thông cảm được thì ok, mình cảm ơn rất nhiều. Còn anh em không làm được mình chịu thôi. Đó, thì ok anh em, bây giờ tiếp tục ha. Mình sẽ vô mình mở bắt tiếp để xem như thế nào, hôm nay như thế nào ha. Thì ngày mai nó sẽ ra cái phần reset cho mình ha. Nó sẽ là một số cầu thủ mới cho anh em để anh em chơi. Thì hôm nay cứ tính hôm nay đi. Tính hôm nay đi, hôm nay là thứ tư. Thì tiếp tục sẽ tiếp tục mở bắt tiếp cho anh em vui. Ây, nó ra thêm mấy cái phần ưu đãi cho anh em. Mở 10 lần, rui kế bên. Ấy, được hai cái luôn anh em. Để coi có gulit không. Đây, phần B có gulit anh em. Phần B có gulit. Hèn chi đó. Phần A thì không có anh em. Phần A nó cắt mất tiêu con gulit rồi, thấy không. Giờ hôm nay ra phần B cho anh em nè. Quá ngon anh em.
Cái này anh em phải mở 10 lần cho anh em, 10 lần cái gói nào cho anh em không? Đây. Nó có hai gói nè, A và B đi cho anh em dễ thấy ha. B nè. B cũng có gold list anh em, 10 lần luôn. Anh em mà dùng 5000 Esteban thì anh em sẽ mở cái này đi. Đó. Mở cái này. Xong rồi anh em qua đây mở ri một cái. Đấy, nó như là mấy bữa trước thôi, nhưng mà nó thêm phần B nữa. Phần B này hôm bữa nó ra lần rồi, nhưng mà nó hết anh em, nó giới hạn anh em. Nó giới hạn anh em tầm có 2-3 ngày là hết rồi. Đó anh em tranh thủ qua, tranh thủ mở. Cái này ngon, bán được nha anh em. Ri mà bán được. Đó. Ok anh em, thì bây giờ mình chỉ là mở những cái nào mà liên quan đến gen thôi. Ấy ok anh em, bây giờ 3k gen trước để xem như nào. 3k gen nó không có gulit nè, thật sự không có gulit, nó cắt luôn gulit. Hôm bữa có, hôm bữa mình thấy nè, hôm thứ năm tuần trước mình thấy mới ra nó có mấy, bây giờ nó cắt luôn rồi. Thôi bây giờ cô kể đi, 3k gen mà đòi hỏi gì anh em, có con nào chơi con đó. Vô anh em, đây vô anh em, vô. Ok đây đó, có gì đây? Quá chị xem đi, là B hả? Trời ơi, xem là mô đất mình là B, tiêu không? 100%. Là B con này nó có con 102 hay là 3 gì bên sự kiện mới vừa rồi đang cho kẹo hay bị kẹo á. Trời ơi, tự nhiên ra con 100 cái chi? Trời ơi, tụi tưởng là con CM là ngon anh em. Trời ơi, mô đất, trời ơi. Mấy bữa nay mình hơi bị đen anh em ơi. Hơi bị đen nên không có được con nào ngon hết. Oh man, có nhiều anh em mở mấy cái bắt mà gọi là 4000 hay là 7500 gen á, rất là hên anh em. Thôi nha, mình sẽ chơi thêm gói 4000 đi. 4000 ha. Vẫn không có gulit ta. 7500 coi có gulit đâu. Không có gulit luôn. 15000 coi. Vẫn không có gulit anh em ơi. Trời ơi. Thôi, mình sẽ chơi gói nhỏ nhỏ thôi. 4000 được vui vui được rồi anh em. Chứ mình chơi đít hết gen thôi đó, chơi vừa vừa thôi. Ok, 4000 anh em, chơi thêm phát đi. 4000 gen. Để xem hôm nay có may mắn hay không. Kiếm con bán được nha. Cái này 4000 gen này bán được cho anh em. Rồi hero rồi mà lên tên rồi anh em ơi. Ô phúc lành rồi anh em ơi, lên tên rồi. Ai, nhìn như cái bắt đầu tiên nó ấy mà. Trời ơi, con phúc lành rồi anh em ơi. Trời ơi, điên thật chứ. 4000 sao đen chứ trời. Mà nhìn nó có gì sai sai không anh em? Nó sao 95 đến 105 mà hỗn hợp anh em ơi, cầu thủ hỗn hợp. Trời ơi, mình tưởng con mấy có trong đây thì ra nó hỗn hợp anh em ơi. Nó chơi mình anh em ơi, chơi mình anh em ơi. Ồ oh, đây rồi. Oh, ok anh em, bây giờ thôi mình mở Agen đi anh em ơi, Agen đi. Để Agen đó từ từ mở tiếp anh em, không cần thiết phải mở liên tục nhiều vào được đâu. Đây. Bây giờ mình sẽ dựa Agen này, để coi cái này có cái gì cần yêu cầu cái gì không. Là 98 mà, chờ chút đi. Giờ qua bên đây, để xem như thế nào. Đấy bên đây này mình cho sẵn rồi nè. Mấy con 98 rồi nè. Mấy con 98 mà, mấy con này bán được không? Còn mấy con bên đây bán được, không bán được con nào đâu. Mình chơi coi. Ôi, mấy con này 95 rồi, thôi rồi. Thôi bây giờ mình chơi phát rồi đi. Chơi một phát bên đây cho nó vui vui nè mày. Kệ đó, quất luôn 3 con 98 luôn. Không sao anh em. Nhiều à, nhưng mà cái Agen này nó có gulit nha anh em. Nó có gulit nha anh em. Đấy. Nói chung là có anh em vẫn ra gulit, nhưng mà có số lượng thôi, chứ không có nhiều anh em. Không có nhiều, thật sự không có nhiều. Gulit này nó ngon mà đâu phải dễ ra anh em, thật sự đâu phải dễ ra đâu. Vô anh em ơi, vô. Để xem như nào đây. Đây. Đó, vô rồi anh em ơi. Coi gì đây. Rồi, giờ bây giờ ăn nữa rồi. Trời ơi. Trời ơi, con này nó áp dữ ta. Trời ơi, mới trời, hai con nó ghê chứ trời, bác ơi, tiền đạo luôn. Trời ơi. Mình mới mang nó đi S anh em, bây giờ nó cho lại hai con nữa. Trời ơi, không thể tin được luôn đó, không thể tin được luôn đó. Trời ơi, xong mình rồi. Để mình xem cái hạt này có mở cái gói hiệp phụ chưa. Để mình mở luôn em, hiệp phụ cho mình mở luôn em. Mở chơi cho anh em luôn. Ê, được con 91 gì rồi, mình nhanh quá. Thôi, mở hiệp phụ nha. Coi hiệp phụ có còn để mà mở hiệp phụ cho chơi cho anh em ha. Trời ơi, mở miễn phí chứ đây. Lại cái miễn phí thì coi được ngon không. Đây ai. Ngày nào cũng mở nè, ngày nào cũng mở mà như này vẫn chưa được ngon lắm. Vẫn chưa được con nào độ trong cái sự kiện này nè. Ok. Ê, chưa mở nè, bây giờ mở nè, mở luôn em, mở luôn. Kệ nó, chơi vui mà chính mà. Có nhiều anh em làm bùa hay lắm ta. Làm bùa ra vô rồi từ lưa hết em, từ lưa mặt trên dưới rồi từ lưa rồi đó. Bùa ra vô rồi đó. Ok nè, vô đi. Vậy được rồi. Đó. Kiếm con cho mày năm coi, ngon coi cho nó đẹp coi, cho mày năm coi. Yeah. Trời ơi.
Cũng may là sao anh em, bốn con này đều bán được. Đều bán được anh em. Được hai con 99 nè, con Neto nè, con Cam nè. Là hai con này hết có giá nè, hai con kia hơi thua rồi. Thì bây giờ mình ra coi giá trước đi, check giá xíu đi ha. Con RM với con Cam ha, hai con đó thôi được rồi, hai con kia over thấp đó. Con RM với con Cam ha, con RM trước đi. RM 99 nè. Trời ơi, không được con nào ngon, nó kệ chấp này 5 mà không bán được cũng được đi. Trời ơi. Rồi không có rồi. Ơi phải cho chọn sự kiện rồi, cái này giờ này nó sợ khó lắm này, nó sợ cửa khẩu khó ghê luôn, thật sự đó. Khó ghê luôn đó. Bây giờ mình sợ sự kiện là sự kiện lễ kỷ niệm nha anh em. Lễ kỷ niệm, nó là lễ kỷ niệm mà. Xong thấy ta. Sonito đó là mở hay là W ta? Em nhìn lộn ta. Hay là W anh em. Để mình cho là W, hình như là W sao á. Xem ra mở ta kỳ ta. Là W phải. Đúng rồi. Là W. À được 20 em anh em ơi, 20 em. À, mình lộn anh em. 20 em ok anh em. Thì bây giờ tiếp tục con Cam. Con Cam, vị trí Cam nè. Cam thì sự kiện là Libertadores. Đâu rồi, đây Libertadores. Ý 20 em luôn. Cũng 20 em luôn. Ý không có người mua, thôi lấy con Neto đi em ơi. Lấy con Neto được rồi. Nói chung này đen rồi. Không phải là đen rồi em ơi. Trời ơi, cái mở cái này chưa giờ được cái nào ngon ta. Thật sự lâu mà không được ngon luôn, thật sự luôn. Thôi lấy con Cam đi em ơi. Lấy con Cam đi con Neto. Thôi Neto đi, là sao Chelsea nó cũng được con em. Chở lên giá cũng được em, chở lên giá cũng được. Ok anh em xong rồi. Ok anh em, hôm nay nói chung là nói mở bắt vui cho anh em tiếp ha. Rồi nói về với bạn beta để cho anh em trải nghiệm trước những gọi là những tính năng sau này nó sẽ fix cho anh em như thế nào, và cái giải đấu ly mới nữa. Đó. Thì ok anh em, bây giờ tiếp tục xem clip của anh em ha. Để như thế nào. Để lấy vé may mắn nữa tiếp anh em. Lấy vé may mắn tiếp. Ok, clip đầu tiên. Vô. À, xem như là đây. Đấy. Đây. Coi gì anh em ơi. Tây Ban Nha. ST. Rồi vô kèo anh em. Butcha Juno rồi anh em ơi, thấy chưa Butcha Juno. Oh man, ngon ba cái gen thấy chưa, ngon chưa, nhiều anh em ngon lắm. Tiếp anh em ơi, đẩy vô nè. Đây. Bồ rồi nha. CM. Trời bờ đất đồ xin vàng anh em, cũng được anh em, 102 giờ là ổn rồi. Đừng có dưới 102 giờ, 102 là ổn em, là thấy ổn rồi. Ba cái gen mà là ngon rồi anh em, thật sự là ngon rồi, mình ra con chín mấy nãy đó anh em. 99 gì 8 gì đó, thấy quên rồi. Hà Lan anh em, đấy. CB, rồi. Ý, Van Dijk anh em, trời ơi Van Dijk, mình tưởng là con đời nít chứ. Hên là cờ Liverpool nha. Nó mà ra cờ Manchester là sao ngay. Hên rồi, ngon rồi. Tiếp nè. Đấy, 3 cái gen nhiều anh em hên lắm. Vô nè. Vô luôn nè, đó. Rồi gì đây. Bulgari, rồi. Toy cốp anh em, tuyệt vời. Toy cốp 105 luôn, quá ngon em ơi. Nhưng mà giờ coi này còn có gì được. Đấy là ba cái gen nữa, ngon rồi. Tiếp anh em ơi, vô. Đấy, nhìn lúc anh em hên quá nè, hên thiệt. Có gì đây, hai cân anh em ơi. Brazil. Và tốc điêu. Hai cân. Có gì nhờ. À, gì đó nhìn vô. À, như bắt được anh em ơi, như bắt được á. Để coi đúng không? Đúng rồi, bán được anh em. Gói nhiệm vụ ngày hình chỉ là con 99 nữa. Hên hệt chứ, bán được anh em. Ngon rồi, 300 em luôn rồi, gần 300 em luôn, ngon. Quá hên luôn. Nhiều anh em hên thật chứ, mở cái nhiệm vụ ngày mà ra những con mà trên mấy trăm em là ngon. Ê là ai cân nữa? Là siêu nữa. Là tiếp liệu. À đâu rồi, mình lộn rồi, mình lấy hai clip trùng rồi anh em ơi, hai clip trùng rồi. Trùng rồi, sorry anh em, qua tiếp. Trùng rồi. Đây, có nhiệm vụ ngày vậy nè. Đây nè, để coi. Con bạn này ra gì? Mấy anh em mà nhiệm vụ ngày mà ra mấy con này là ngon rồi, bán được không à? Là những hàng bán được không anh em? Đấy Đức nè. ST. Rồi mua lên em ơi, dồ vô kèo. Đấy. Rồi xong luôn, bán được luôn nha anh em. Được 1 tỷ không? Để coi. Ngon không? Vô coi, đánh đi cho anh em xem coi. Là cái gì? Bấm đi. Đấy, rồi, 1 tỷ anh em. Quá hên anh em, 1 tỷ anh em ơi. Bán được nha anh em. Rồi nhiều anh em có gì một ngày, lại gì một ngày nữa anh em ơi. Hay là trùng ta. Hay vô rồi. Sao mình hay để clip trùng ta. Ấy không có, này khác. Tây Ban Nha. ST. Rồi vô kèo nữa anh em. Rồi mấy cái gói một ngày mà anh em ta vô những con này không bán được không là có lúa rồi, lụm lỗ rồi anh em ơi. Ngon rồi, đụng lỗ rồi, đấy được 9 em cũng được anh em, kệ nó. Bán được mà lo gì. Nữa nè. Vô. Đấy.
Gì đây? Lại là Hungary nữa rồi, đã tiếp đây rồi. Đúng rồi em, Stoikov. Trời ơi, ngon gì ta. Không bán được thì làm những con này nó mới ngon nè. Nó mới thơm nè anh em. Đó, nó mới thơm, 3 cái xe thấy chưa. Tiếp luôn, lại là gói nhiệm vụ ngày nữa. Ồ, sao mấy anh em mở nhiệm vụ ngày hên chứ ta. Như này, AI nó hào phóng ra, nó cho anh em quá trời con ngon luôn. Đẩy vô nè. Đẩy nữa nè. Đây rồi, Varad Kedia rồi, con này cũng có giá anh em. Con này mình nói ngoài trên 100 em. Trên 100 em, bao nhiêu đây, để coi bao nhiêu. Con này bán được cho anh em. Đấy chưa, 300 mấy luôn, chừng 300 em luôn mới ghê chứ. Đấy, trời ngon thật thơm. Nữa nè, gì đây. Vô nè, vô nè. Đó. Gì đây. Cờ gì. Đấy, cờ anh anh em ơi. Rồi, sát ca luôn. Vô kèo luôn, sát ca luôn. Đó, cứ kênh 102 là ngon. Đấy, 3 cái gen này cứ như vậy là ngon. Chúc anh em nào may mắn. Chưa may mắn thì sẽ may mắn. Mình thì cũng chưa may mắn lắm anh em. Mình phải chúc mình may mắn được. Ok anh em, tại lại gói nhiệm vụ ngày nữa. Thôi anh em, đợt này mình nhiệm vụ ngày hơi nhiều nha anh em. Hơi thơm nha anh em. Vô nè. Đấy, vô luôn. Còn gì đây, cam luôn. Không phải Palmer mà là Bellingham. Rồi, con này cũng có giá nha anh em. Bao nhiêu đây, bao nhiêu đây. Ồ, ngon ghê, lụp tiền rồi, ngon rồi. Bấm đi, để có bao nhiêu tiền, nhanh lên, bấm đi, nhanh lên, bấm. Trời ơi, bấm đi cho anh em thấy coi. Đấy, 695 em, quá tuyệt vời anh em, quá ngon rồi. Tiếp luôn, à, phần này duy. À, 3 cái gen, 3 cái gen, vô, 3 cái gen hả? À, mở cho trong phần này giới thiệu, vô, đấy. Đấy, gì đây? Quá chia, đừng nói LB nha. Rồi, cái này là, mấy này là mau đích rồi anh em ơi. Trời hên quá, nãy mình đang là bê đâu. Trời ơi, là bê. Rất ngon quá, 3 kazen. Tiếp luôn em ơi, vô luôn. Thôi cái này clip hơi dài rồi em. Clip mình clip dài lắm. Thôi được rồi, để clip này từ sau đi. Clip này là bằng SCBall nên hơi dài. Thì ok anh em. Hôm nay nói chung là mình làm một clip gọi là nói về cái bản beta cho anh em ha. Đó, beta như thế nào, để anh em chơi như thế nào, để anh em trải nghiệm trước và tải như thế nào. Mình nói từ đầu clip á, thì anh em muốn tải như thế nào, cách hướng dẫn tải á, thì anh em dưới phần comment á, mình sẽ để cái link của cái clip mà mình hướng dẫn tải rồi. Mình không nói lại nữa, clip tải rồi để anh em coi lại cái clip đó thôi. Để anh em tải y chang như vậy nè, nó cũng không khác gì đâu, y chang hết luôn. Đó, thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like, share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký những kênh hộ mình nha. Cảm ơn em, xin chào anh em.